hân hạnh giới thiệu cùng quý vị một chương trình băng nhạc hôm nay số 5 mang chủ đề quê hương và người tình. Quê hương, hai tiếng ngắn ngủi nhưng mang biết bao hình ảnh đậm đà tha thiết của một dải non sông Cẩm Tú qua những thăng trầm mệt nước nổi chung. Chủ đề quê hương và người tình là vẽ lại tình yêu của con người trước cái bao la to tát của tình non tình nước. Hôm nay số 5 với 20 bản nhạc yêu thương như là 20 nụ hoa hồng dành tặng riêng cho người tình yêu dấu. Một đêm khung cảnh mùa thu, chuyện
tình nhiệm màu gầy dựng lứa tôi. Mình không gian rồi chọn đời.